Nhà đó. Chúc mấy người gia tộc. Đấy nhờ anh em nhá. Hôm nay là anh em đây tụ tập tất niên, cũng nhân cái tiện là cuối tuần thì em ra Bắc luôn, cho nên anh em tụ tập ở chỗ này em làm buổi tất niên anh em. Họ hàng rồi anh em bạn bè anh em cùng quê để mà làm buổi tất niên tiệc cuối năm, nó gọi là tiệc thì hơi quá. Nhưng mà làm cái bữa cơm thân mật. Đấy, mời anh em nói chung là thân cận thôi. Chứ không phải là đấy mà đây mời anh Trung về Bắc đấy. Anh Huy bảo mời anh Trung về Bắc thì ăn nước đây này. Nờ, tôi về Bắc mà đây này anh tôi mà phải mãi hải hậu bay vào để tất nhiên cùng tôi này. Rước tôi về này, mày đừng quay anh, quay anh có liên quan gì đâu mà bên mạng xã hội này nó khác thì anh không liên quan thì anh không sợ bác chửi anh nhau không. Đừng có anh mai bác chửi. Bác không biết. Bác không biết được. Đấy. Vui chưa? Đây vẫn ở quán anh Huy nhá. Ngoài kia là bọn trẻ con ăn cơm này. Đấy, ngoài này là đội trẻ con. Rồi. Bầm ăn cơm đi bầm ơi. Ba bầm cũng có bộ này lúc nãy hai mẹ con thì mặc kiểu này này chứ áo một đấy. Đấy, đây chơi không? Anh em là tình thương mến thương đấy nhá. Ai vậy? Bê thui này. Gà nướng này. Gà nướng muối ớt. Ngan luộc chặt. Đi xiêm, đi xiêm. À quên. Ở ngoài ngoài Bắc gọi ngan, trong này gọi vịt chiên, quên. Húp. Cái gì? Gì bò? À đây. Cái kia, đi kia. Mẹ ơi, dẫn con đi đá nè. Đây đây đây, đi trong đấy. Đúng rồi, đi trong đấy. Đúng rồi. Lớn rồi biết mà. Đó, bắt sóng luôn. Bắt sóng luôn đấy. À, chơi xanh rồi đấy. Đó đâu rồi đấy. Đấy. Anh em rất tình thương mến thương. Nào, anh em mình à bố quá. Bố nó đỡ rồi. Chứ không em lại phải về rồi. Đã ngày rồi. Cố gắng ăn Tết em về. Không biết. Thế em về rồi. Về mà. Làm như này này này. Thế gì con? Đang dịch bệnh. Con đá đi. Tại ấm mình có việc gì đâu. Con ăn chưa? Con ăn bún chưa? Đấy. Chào anh em mọi người nhá. Hello đi. Hello ạ. Chúc anh em ngày cuối năm ăn tất niên vui vẻ bên gia đình nhá. Đấy, anh em tình thương mến thương. Đây. Đấy. Ăn đi nhá, cái này ăn đi nhá. Đùi vạc đấy, không phải đùi chim. À, đùi chim à? Diệc. À, diệc. Diệc mới đi bắn về nhá. Con này là tiết diệc. Con hiệt kì. Diệc kì. Thằng này mình gọi là con hiệt. Biết con vạc không? Đó, cò đó. Không, con vạc, cá, cò khác. Con cò là cái con bé nhất. Con cò, con vạc, con nông nó giống con diệc ấy. Ba con đồng béo, con nào? Ôi, chào anh em nhé, tôi xin kết thúc video tại đây. Nào anh em mình làm gái để em ơi. Chào ăn. Bắt hỏng rồi, bắt hỏng rồi. Nói à. Bắt bắt hỏng đi bò ngay. Lần lên đây là chạy từ ngõ chạy vào. Uống nóng ra. Không nó ngủ nó vậy mà không ốm. Cộng nó có vấn đề gì khóc chứ khả năng cả cổ này. Có khả năng tối ngủ nó lạnh, mùa này ở trong này nó lạnh đấy. Cho nên không để ý phát bọn trẻ con nó mẫn cảm với cái đấy lắm. Dấu hiệu ấy nên là mình bảo chắc mấy cuối tuần là phải về hôm nay ngay.